tiểu đường có phải là chúng ta đi tiểu ở ngoài đường hay không? Nope. Thế thì ở trong cái video này thì bác sĩ Ngọc sẽ chia sẻ để giúp cho chúng ta có thể hiểu được rõ về cái bệnh lý của tiểu đường. Bởi vì đây là một trong những bệnh lý mà tại thời điểm hiện tại thì cái tỷ lệ mà chúng ta mắc cái bệnh này rất là cao. Trong khi đó thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ dự phòng được cái bệnh như thế này. Và sau khi mà chúng ta hiểu được cái bệnh lý về tiểu đường rồi thì chúng ta sẽ có những cái cách để mà chúng ta sẽ dự phòng nó. Cũng như là nếu như mà những người mà chúng ta đang bị bệnh ấy, thì chúng ta sẽ có thay đổi được những cái chế độ ăn cũng như là cái cách để mà chúng ta sẽ dự phòng tránh những cái tai biến. Thế thì cái vấn đề bệnh lý tiểu đường chúng ta sẽ hình dung như thế này. Sau khi mà chúng ta ăn uống vào trong cơ thể của chúng ta thì thường cái thức ăn của chúng ta nó sẽ có các nhóm thực phẩm như là chất béo này, protein này và glucid. Thế thì cái nhóm mà glucid hay là tinh bột và đường ấy, sau khi mà chúng ta được ăn vào trong cơ thể của chúng ta ấy, thì nó sẽ chuyển hóa thành glucose và nó sẽ hấp thụ thông qua ruột non để vào trong những cái mạch máu của chúng ta. Sau đó thì khi mà glucose đi vào trong cái thành mạch của chúng ta ấy thì nó sẽ tăng lên và nó sẽ đi đến cái tế bào beta của đảo tụy, tức là cái tuyến tụy của chúng ta. Và tại đây thì cái tế bào beta của đảo tụy nó sẽ tiết ra một cái hormone nó gọi là insulin. Và cái insulin thì nó sẽ có tác dụng là kiểm soát cái lượng đường ở trong máu của chúng ta. Và trong cơ thể của chúng ta thì cái lượng đường nó sẽ là được duy trì ở một cái mức độ ổn định, thường nó sẽ là dưới 5,6 mmol trên lít. Đấy là cái ngưỡng mà cái lượng đường ở trong cơ thể của chúng ta. Nếu như mà cái lượng đường mà nó sẽ cao quá thì cơ thể cái tế bào beta sẽ là tiết ra insulin để nó sẽ là đưa cái đường đấy vào trong các tế bào của chúng ta. Nhưng mà nếu như mà nó thấp quá ấy, thì trong gan nó sẽ là chuyển đổi từ glycogen thành glucose. Nó sẽ có những cái dự trữ ở trong gan nó sẽ chuyển ra và nó sẽ tạo ra những cái cảm giác thèm ăn để chúng ta sẽ ăn thêm để duy trì cái mức đường trong máu của chúng ta. Bình thường thì đường ấy, cái glucose ở trong máu nó sẽ không tự để đến được các tế bào của chúng ta. Glucose nó chính là một cái nguồn năng lượng để cho các tế bào sẽ hoạt động. Và nó chỉ đi cùng với insulin. Insulin lúc này nó giống như một cái chìa khóa ấy. Tại các tế bào ấy thì nó sẽ có những cái thụ thể để tiếp nhận cái insulin đấy, nó giống như cái ổ khóa ấy. Và sau đó thì các insulin nó sẽ tiếp nhận với các thụ thể đấy và nó sẽ mở ra để tạo ra một cái cánh cửa cho cái glucose nó sẽ đi vào trong các tế bào đấy. Và lúc này thì glucose nó sẽ là cái tác dụng để tạo ra năng lượng cho các tế bào trong cơ thể của chúng ta nó sẽ được hoạt động một cách là trơn tru và hoàn hảo. Thì đấy là cái hoạt động bình thường của chúng ta và lúc nào nó cũng sẽ là có một cái cơ chế để mà duy trì. Nếu như mà cái đường mà nó thấp quá thì nó sẽ là được giải phóng từ gan ra cũng như là chúng ta sẽ ăn thêm. Nếu như mà cao quá thì insulin nó sẽ được tiết ra nhiều hơn để nó sẽ là đưa cái đường vào trong các tế bào của chúng ta. Thế thì cái bệnh lý tiểu đường ở đây của chúng ta ấy thì nó sẽ là do một số những cái nguyên nhân. Tức là chúng ta sẽ thấy là cái mấu chốt nó nằm ở cái chỗ insulin. Insulin nó giống như một cái chìa khóa để mà đưa cái đường vào trong các tế bào của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta có một cái lý do gì đấy nó làm cho insulin nó không hoạt động hoặc nó không được tiết ra thì lúc này chúng ta không còn cái chìa khóa nữa và đường nó sẽ là ở trong máu của chúng ta. Và chúng ta sẽ có những cái bệnh lý đó là đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ nghe nói đến những cái bệnh lý như thế này. Thế thì nó sẽ khác nhau như thế nào? Đó là đối với đái tháo đường type 1 ấy, đó là do cái tế bào beta của đảo tụy ấy nó không tiết ra được insulin. Cái này nó là một cái bệnh lý do cái miễn dịch, tức là cơ thể của chúng ta nó có cái phản ứng miễn dịch và nó gây tổn thương cái tế bào beta đấy. Và khi mà tế bào beta nó bị tổn thương rồi ấy, thì nó không sinh ra được insulin nữa. Và thường cái nhóm đái tháo đường type 1 này ấy, thì nó có yếu tố di truyền, tức là trong gia đình mà có thì có thể là những người tiếp theo sẽ là có cái bệnh lý về đái tháo đường type 1 như này. Và thường là nó sẽ là xuất hiện khá là sớm, tức là từ khi mà sinh ra hoặc là lúc còn trẻ chúng ta đã có những cái bệnh lý này rồi, bởi vì nó liên quan đến yếu tố miễn dịch. Trong khi đó thì đái tháo đường type 2 thì thường là đối với những người cao tuổi, những người nhiều tuổi hơn, trung niên tầm khoảng cỡ 40 tuổi. Mặc dù là bây giờ là đã có rất là nhiều cái độ tuổi nó bắt đầu nó trẻ trẻ dần rồi. Thế thì cái đái tháo đường type 1 là tế bào beta nó không tiết ra được insulin và cơ thể chúng ta không có insulin ấy thì chúng ta ăn vào ấy, thì đường nó vẫn nằm trong máu mà nó sẽ không đi vào được trong tế bào của chúng ta bởi vì nó không có cái chìa khóa để nó mở ra. Và để mà điều trị đối với đái tháo đường type 1 ấy, thì chúng ta sẽ cần phải tiêm cái insulin từ ngoài vào. Tức là cơ thể không tự tổng hợp được và chúng ta sẽ phải tiêm vào và gần như là chúng ta sẽ phải sống với nó suốt đời. Gần như là hàng ngày chúng ta đều phải tiêm insulin đấy. Nên là người ta sẽ có những phương pháp để mà tiêm insulin ở dưới da của chúng ta. Ngược lại thì đối với đái tháo đường type 2 ấy, thì nó lại là cái khác. Và thường đái tháo đường type 1 thì nó sẽ có yếu tố di truyền và nó là bẩm sinh và chúng ta cũng nhiều khi là chúng ta không biết được là cái nguyên nhân của nó là gì. Nhiều khi là do trời kêu ai đấy dạ thôi.
Ôi trời ơi. Nhưng mà đối với đái tháo đường type 2 ấy, thì cái nguyên nhân của nó lại là do cái lối sống, cái thói quen và cái chế độ ăn của chúng ta. Về cái ăn uống nhiều đường, ăn uống vô độ. Thế thì đối với đái tháo đường type 2 ấy, đó là cái tế bào beta của đạo tụy nó vẫn tiết ra được insulin. Nhưng sau khi tiết ra ấy, thì cái thụ thể nó sẽ có những cái không đáp ứng được với insulin đấy. Nó giống như là nó có chìa khóa, nhưng mà cái ổ khóa ấy, nó không tích hợp được với cái chìa khóa đấy. Kiểu như là chúng ta mở lâu là nó trơn, nó không mở được nữa. Thế thì khi mà nó không mở được ấy, thì insulin nó được tiết ra, nhưng nó không mở được cái ổ khóa đấy. Thì lúc này thì đường nó cũng sẽ không đi vào được trong các tế bào. Và sau đó thì insulin nó lại tiếp tục nó được tiết ra. Tức là cơ thể lúc này chúng ta đường nó tăng cao, đúng không? Insulin nó sẽ được tiết ra, nhưng nó được tiết ra nhưng lại không mở được để cho cái đường nó đi vào. Và sau đó thì tiếp tục lại là cái tế bào beta đạo tụy nó lại liên tục nó sẽ tiết ra. Nó cứ tưởng là cần phải tiết ra nhiều hơn để nó mở, đúng không nhỉ? Và sau đó thì khi mà nó sẽ liên tục nó hoạt động như thế thì nó sẽ là gây quá tải cái tế bào beta của đạo tụy, và dẫn đến cái tình trạng tổn thương, và sau đó nó không còn sản xuất ra được nữa. Tức là cái mức độ sản xuất của insulin nó sẽ giảm dần theo thời gian. Và bởi vì thế mà chúng ta sẽ cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Tức là giai đoạn đầu là nó tiết ra nhưng mà nó không đáp ứng, và sau đó thì liên tục nó cứ tiết ra nhiều thì nó dẫn đến tình trạng là tổn thương, và mức độ nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Và đấy chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái đái tháo đường type 2 của chúng ta. Và để điều trị đối với cái đái tháo đường type 2 ấy, thì cái cơ chế của nó điều trị nó sẽ là khác nhau. Thứ nhất đó là người ta giảm cái lượng đường đi vào trong cơ thể của chúng ta bằng cách là chế độ ăn, hoặc là có những cái thuốc để mà ức chế cái quá trình hấp thụ của cái đường đấy. Cái thứ hai nữa là người ta có thể người ta sẽ dùng những cái thuốc để mà tăng cái khả năng mà nhạy cảm của insulin với cái thụ thể đấy. Nó giống như là cho cái việc mà bôi trơn của cái ống khóa cho dễ dàng cái việc mở khóa hơn. Cái thứ ba nữa là gì? Đó là người ta có thể là người ta có những cái thuốc để mà tăng cái đào thải đường ở trong máu chúng ta qua cái đường mà chúng ta đi tiểu hay là qua thận của chúng ta đấy. Thì đấy là cái cơ chế để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ điều trị đối với đái tháo đường type 2. Mọi người có hiểu cái này không nhỉ? Chúng ta sẽ phải hiểu rõ được cái bệnh lý về đái tháo đường type 1 và đái tháo đường type 2. Nếu như mà chúng ta vẫn đang còn hiểu thì có thể là comment xuống cho bác sĩ Ngọc là chúng ta hiểu. Còn nếu như mà mọi người không hiểu ấy, thì comment là không hiểu và cái vấn đề nằm chỗ đâu, thì mình có thể mình sẽ làm lại những video để giúp cho chúng ta có thể là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cái vấn đề này. Rồi, thế thì khi mà chúng ta đã biết được là cái cơ chế để mà gây ra cái bệnh lý đái tháo đường type 1 và type 2 như thế nào, thì thường là các bệnh lý đái tháo đường chúng ta chủ yếu là đái tháo đường type 2 với cái tỷ lệ nó lên đến 90-95%. Type 1 nó chỉ có từ 5-10% thôi, nhưng mà type 2 thì nó sẽ rất là nhiều. Và type 2 ấy, thì cái nguyên nhân của nó là do cái lối sống của chúng ta là chủ yếu. Bởi vì thế mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ dự phòng được, cũng như là nếu như mà chúng ta bị thì chúng ta sẽ có những cái thay đổi cái lối sống và chế độ ăn của chúng ta để mà giảm thiểu cái nguy cơ sẽ bị tai biến. Thế thì khi mà chúng ta bị cái đái tháo đường đấy rồi ấy, thì chúng ta có cách nào để chúng ta sẽ là nhận biết được nó hay không, những cái triệu chứng như thế nào? Thì chúng ta sẽ hiểu như thế này, đó là khi mà chúng ta ăn vào, đúng không nhỉ, thì đường nó sẽ là đi vào máu và nó sẽ là vào trong các tế bào của chúng ta. Nhưng ở đây ấy, thì khi mà chúng ta ăn vào, đường nó cứ nằm ở trong máu và nó không đi vào qua các tế bào của chúng ta, có thể là do thiếu insulin hoặc là nó không đáp ứng với insulin đấy, tức là nó hỏng cái ổ khóa đấy. Thì lúc này trong các tế bào nó sẽ bị thiếu cái nguồn năng lượng từ đường đấy, nó không có năng lượng. Và khi mà không có năng lượng thì các tế bào nó sẽ bị đói, và nó sẽ có một cái feedback lên cái bộ não của chúng ta. Nó làm cho chúng ta tạo ra một cái phản xạ, đó là cái cảm giác đói của chúng ta. Nên là cái triệu chứng của đái tháo đường ấy, đó là nó làm cho chúng ta đói nhiều và chúng ta ăn nhiều hơn. Nên là chúng ta sẽ để ý là những người mà đái tháo đường, người ta rất là thèm ăn. Người ta đói mà, người ta rất là thèm ăn. Nhiều người cứ bảo là đã bị đái tháo đường rồi còn suốt ngày ăn. Cay tươi nhờ. Nhưng mà thực tế là do cái bệnh đấy nó làm cho cái người bị bệnh đái tháo đường, người ta thèm ăn, nên là chúng ta sẽ cần có những cái thực phẩm ấy mà để giúp cho người ta có thể là ăn nhiều bữa trong ngày nhưng mà không gây ra cái tình trạng đang tăng đường huyết, nên là còn có những cái dạng thực phẩm như thế. Thế thì cái triệu chứng đầu tiên mà chúng ta sẽ thấy được là gì? Đó là ăn nhiều, đói nhiều, bởi vì nó không có cái năng lượng ở trong cái tế bào của chúng ta. Tiếp theo nữa của chúng ta là gì? Đó là khi mà nó đói nhưng mà nó lại năng lượng nó lại không đi được vào trong tế bào, thì nó dẫn đến là cái tình trạng là cơ thể của chúng ta nó không có năng lượng và bị gầy yếu đi. Tức là rõ ràng là chúng ta ăn nhiều nhưng không vào được cái tế bào, và nó làm cho chúng ta bị gầy đi. Và cái triệu chứng thứ ba của chúng ta nữa là gầy nhiều. Cái tiếp tục chúng ta nữa là gì? Đó là khi mà cái glucose nó vào trong máu của chúng ta ấy, nhưng mà nó không vào được trong cái tế bào của chúng ta ấy, thì nó lại ứ đọng lại ở trong cái dòng máu của chúng ta, đúng không nhỉ?
Và khi nó ứ đọng lại ở đấy ấy, thì nó bị dư ở trong đấy, thì cơ thể chúng ta cần phải đào thải nó bên ngoài qua cái đường thận của chúng ta, thông qua cái đường đi tiểu ấy. Và lúc này nó làm cho chúng ta phải đi tiểu nhiều hơn. Và đấy chính là một trong những cái triệu chứng của cái việc mà đái tháo đường, tức là chúng ta đi tiểu nhiều hơn. Và khi mà chúng ta đi tiểu ấy thì có đường nó sẽ đi ra ngoài qua cái đường tiểu đấy của chúng ta. Và ở đây chính là cái việc mà đái đường ấy, đái đường không phải là đái ở ngoài đường. Mà khi mà chúng ta đi đái nó ra đường thì nó có cái vị ngọt ở đó đấy. Vị ngọt ở đây không phải là chúng ta nếm cái nước đái đấy, mà vị ngọt ở đây ấy, đó là khi mà chúng ta đi tiểu ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy là thường là kiến hay bâu ở chỗ cái bãi nước tiểu của chúng ta, bởi vì nó có ngọt ở trong đấy mà. Và khi mà chúng ta đái nhiều như thế ấy, thì chúng ta sẽ, nó có một cái feedback là gì, đó là nó cần một cái lượng nước để nó đi qua thận nhiều để nó đào thải cái đường đấy ra, và nó làm cho chúng ta khát nhiều hơn, nó làm cho chúng ta cần phải uống nhiều hơn để mà đào thải được cái lượng đường ở trong máu của chúng ta đi ra ngoài, và nó làm cho chúng ta cái triệu chứng nó là khát nhiều hơn. Và chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những triệu chứng gì, đó là ăn nhiều này, đói nhiều này, đái nhiều này, và gầy nhiều, đúng nhỉ? Thì đấy chính là cái triệu chứng của nó. Để chúng ta sẽ hình dung nó sẽ dễ hiểu hơn như này, mình sẽ lấy một cái ví dụ như này. Nó giống như là các tế bào trong cơ thể chúng ta, nó giống như là những người dân mà bị đói ăn ấy, giống như những cái năm 45 ấy, là những người dân mà bị đói ăn. Và khi mà chúng ta đói ấy, thì chúng ta mới có những cái feedback lên cái bộ não của chúng ta, là chúng ta cần về cái lương thực để ăn. Và sau đó thì khi mà có feedback lên ấy, thì nhà nước bắt đầu là cung cấp lương thực cho dân, đúng không nhỉ? Nhưng mà khi mà cung cấp lương thực cho dân, ở trong cung cấp lương thực chính là cung cấp cái nguồn năng lượng bằng thông qua việc mà chúng ta ăn, nhưng nó nằm ở trong cái mạch máu. Nhưng mà cung cấp lương thực xong ấy, thì nó đang nằm ở trong kho mà lại không có chìa khóa. Tức là ở trên thì đưa năng lượng, đưa lương thực xuống, nhưng nó chỉ nằm ở trong kho thôi. Nó giống như chúng ta ăn vào thì đường nó chỉ nằm ở trong mạch máu thôi, và nó không có chìa khóa để nó đi vào trong dân. Nó giống như là không có insulin để nó sẽ đi vào trong các tế bào. Và trong đó thì dân thì vẫn kêu đói, ở trên thì vẫn cung cấp xuống, nhưng cứ nằm ở trong kho đấy, mất chìa khóa, và chúng ta không xuống được. Và đấy chính là dẫn đến những cái triệu chứng của bệnh lý đái tháo đường của chúng ta, là ăn nhiều, đái nhiều, uống nhiều và gầy nhiều. Đây chính là bốn cái triệu chứng mà gần như nó nằm trong đầu khi mà bất kể cái bác sĩ nào. Thì đấy chính là cái cơ chế của cái bệnh lý liên quan cái đái tháo đường của chúng ta, và chúng ta sẽ hiểu được là một người đái tháo đường chúng ta sẽ có những cái triệu chứng như thế. Chứ không phải là người ta đã bị bệnh rồi còn ăn nhiều đâu, bởi vì chính cái bệnh đấy nó làm cho chúng ta ăn nhiều. Thế thì từ những cái triệu chứng đấy ấy, thì chúng ta có những cái vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe nào của cái bệnh lý đái tháo đường? Thì chúng ta sẽ có một số những cái vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh lý đái tháo đường. Đầu tiên là gì? Đó là năng lượng nó không đi vào được trong các tế bào, đúng không nhỉ? Và khi mà năng lượng nó không đi được các tế bào ấy, thì nó dẫn đến là những cái tế bào nó không có năng lượng để nó cung cấp cho các tế bào. Và khi mà dần dần nó không có năng lượng để cung cấp tế bào ấy, thì nó sẽ bị tổn thương và hoại tử. Và chúng ta sẽ thấy là những người mà đái tháo đường ấy, thì thường có những cái tổn thương viêm và loét, đặc biệt ở những cái đầu chi ấy, ở chân hay là ở tay đầu chi, thì nó sẽ có những cái tổn thương viêm hoặc là loét ở cái vùng đấy. Nó không có năng lượng đi cung cấp cho cái vùng đấy. Cái thứ hai nữa là ở những cái vị trí đầu của cái bàn chân hay là bàn tay đấy, đặc biệt là đối với ở bàn chân, chúng ta sẽ thấy là cái loét do tiểu đường đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường ở bàn chân ấy, thì cái tỷ lệ rất là cao, bởi vì cái năng lượng nó không đến đó. Và khi mà cái năng lượng nó không, cái nguồn cung cấp năng lượng nó không có ấy, thì các đầu dây thần kinh nó cũng sẽ là bị tổn thương. Và lúc này chúng ta sẽ không có cái cảm giác ở cái vị trí đấy. Tức là những người mà đái tháo đường thì có thể là những cái lòng bàn chân hay là ở mu bàn chân ấy, ở ngón chân ấy, thì nhiều khi là chúng ta cấu người ta không có cảm giác đau nữa. Nên có rất là nhiều người mà chúng ta nằm ngủ sau đó chuột cắn chúng ta không biết, thì nó không có cái cảm giác của mình đấy. Và khi mà có những cái tổn thương, bình thường nếu như có chúng ta có tổn thương thì chúng ta sẽ để ý đến để chúng ta chăm sóc, đúng không nhỉ? Nhưng mà đối với bệnh lý đái tháo đường ấy, thì nhiều người ở cái vùng mà đầu chân hay là lòng bàn chân chúng ta bị tổn thương mà chúng ta không biết, bởi vì nó không có cảm giác đau. Và sau đó thì dần dần nó sẽ bị loét do cái bệnh lý về tiểu đường. Đấy chính là cái triệu chứng của nó, những cái biến chứng về lâu dài của chúng ta. Cái tiếp theo nữa là gì? Đó là đối với những cái võng mạc ấy, chúng ta sẽ bệnh lý về tiểu đường, những cái đầu cái mạch máu ở trong cái võng mạc của chúng ta nó cũng sẽ là bị tổn thương, nó tăng cái phản ứng viêm, hay nó có những cái sự phù nề ở trong cái mạch máu của chúng ta do cái việc mà cái lượng đường ở trong máu nó sẽ tăng lên. Và khi mà nó có cái sự là tăng lên của lượng đường đấy ấy, thì nó làm cho phù nề và cái việc mà cái thị lực của chúng ta sẽ bị giảm xuống, tức là chúng ta sẽ bị nhìn mờ đi. Đấy chính là cái triệu chứng của đái tháo đường. Tiếp theo nữa của chúng ta, nó sẽ có những cái triệu chứng mãn tính, chẳng hạn như khi mà cái áp lực, cái lượng đường trong máu nó sẽ tăng cao, có thể nó dẫn đến tình trạng là bị tăng huyết áp, cũng như là cái bệnh lý mà nó lắng đọng ở trong cái thành mạch chúng ta, dẫn đến tình trạng là bị mỡ máu, cholesterol.
Nên là từ cái tiểu đường nó dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, cái tỷ lệ về bệnh lý của tim mạch nó rất là cao bởi vì thế. Tiếp theo nữa là gì? Đó là khi mà cái lượng đường ở trong máu nó tăng lên, đúng không nhỉ? Nó sẽ bắt buộc nó phải đào thải qua thận và nó làm cho thận của chúng ta phải hoạt động nhiều hơn. Và lâu dài dần ấy thì có thể dẫn đến tình trạng tổn thương thận và có nguy cơ suy thận đấy. Thì đấy chính là những cái tai biến của cái đái tháo đường. Đấy là những cái tai biến mãn. Ngoài ra nó sẽ có một số những cái tai biến mà cấp mãn, tức là nó cứ hàng ngày nó dai dẳng như thế. Nhưng mà thường những cái tai biến mãn thì nó sẽ không gây chúng ta tình trạng mà cấp cứu hay là tử vong luôn. Nhưng mà sẽ có một số những cái tai biến mà cấp cứu, mà chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ những cái tình trạng mà cấp như thế này. Thế thì đối với những cái triệu chứng mà cấp ở đây chúng ta sẽ có cái gì? Đó là khi mà cơ thể của chúng ta ăn đường vào ấy, và nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng glucose nhưng nó không đến được với các tế bào của chúng ta. Bởi vì do cái việc mà không sinh ra được insulin, hay là do cái insulin nó không đáp ứng được với cái thụ thể đấy, thì dần dần cơ thể chúng ta nó bị thiếu năng lượng và cơ thể chúng ta nó sẽ cần lấy cái năng lượng từ cái nhóm thực phẩm khác, đó là lipid và protein. Tức nó sẽ chuyển hóa cái protein, đặc biệt là trong mỡ hay là trong protein, thành cái năng lượng của chúng ta. Bình thường thì cơ thể chúng ta nó sẽ chuyển hóa năng lượng chủ yếu là từ đường là chính. Sau đó thì nếu như mà đường nó thiếu thì nó mới lấy từ lipid và protein. Và cái quá trình mà chuyển hóa từ lipid hay là protein sang năng lượng ấy, nó sẽ giải phóng ra một cái chất, đó là cái cetone. Và khi mà cái lượng cetone này nó nhiều ở trong máu của chúng ta thì nó dẫn đến một tình trạng là ngộ độc của cái cetone, cũng như là nhiễm toan ở trong máu của chúng ta. Và đây là một cái tình trạng cấp cứu và có thể dẫn đến tình trạng là hôn mê và tử vong. Đấy là nhiễm toan cetone đối với những người mà bị đái tháo đường. Do cái việc mà năng lượng từ đường nó không có thì nó bắt buộc nó phải lấy nhiều từ trong mỡ hay là trong protein, và cái quá trình chuyển hóa nó sẽ là giải phóng ra cái chất đấy. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai nữa của chúng ta, nó sẽ có một cái tai biến nữa mà nó có nguy cơ dẫn đến tử vong, đó là gì? Đó là khi mà cái lượng đường trong máu nó cao quá thì nó sẽ cần đào thải qua đường thận của chúng ta, đúng không nhỉ? Nhưng vấn đề là khi mà nó đào thải, chúng ta cần phải uống nhiều nước để nó sẽ đào thải qua đường thận. Nhưng mà cái việc mà chúng ta uống không đủ nước hoặc là thận của chúng ta có vấn đề ấy, thì lúc này lượng đường nó bắt đầu nó ứ đọng ở trong máu nhiều hơn. Và khi mà ứ đọng ở trong máu ấy thì nó làm cái nồng độ đường nó cao lên và làm cho cái máu của chúng ta nó trở nên đậm đặc hơn. Và khi mà cái lượng máu nó đậm đặc hơn ấy thì theo cái nguyên lý thẩm thấu thì nước từ các tế bào nó sẽ được hút vào trong cái thành mạch. Và chúng ta sẽ có một cái tai biến nữa, cái tai biến cấp của nó, đó là cái việc rối loạn thẩm thấu ở trong thành mạch của chúng ta. Và nó cũng có nguy cơ dẫn đến tình trạng mất nước ở trong cái tế bào và dẫn đến tình trạng là hôn mê và tử vong đối với cái tai biến cấp của cái đái tháo đường. Chúng ta sẽ có thêm một cái tai biến nữa mà chúng ta cũng có thể là gặp phải, đó là bị hạ đường huyết đối với những người bị đái tháo đường. Thì chúng ta sẽ thấy là từ nãy đến giờ chúng ta nói đều cái việc mà chúng ta tăng đường ở trong máu, đúng không nhỉ? Nhưng mà đối với những người mà đường huyết ấy, thì nó có thêm một cái tai biến nữa là hạ đường huyết. Thế thì cái hạ đường huyết ở đây là chỉ nó là do cái quá trình mà chúng ta điều trị, chúng ta uống cái thuốc hạ đường huyết. Và khi mà chúng ta uống cái thuốc hạ đường huyết có thể là cái liều cao, hoặc là chúng ta uống khi đói, hoặc là cái lượng insulin nó tăng cao quá, bổ sung cao quá, thì nó làm cho cái lượng đường nó sẽ được đưa vào ngay trong cái tế bào của chúng ta. Và trong máu lúc này ấy, nó sụt ngay lập tức, nó hạ cái đường huyết ở trong máu của chúng ta. Và khi nó hạ cái đường huyết ấy, thì não của chúng ta là một cái bộ phận mà cần sử dụng cái đường để mà dinh dưỡng cho cái não của chúng ta. Và nếu như mà nó không đủ để mà cái đường mà nó duy trì ấy, thì não chúng ta nó sẽ bị giảm cái lượng đường đấy. Và có thể dẫn đến cái tình trạng là nó thiếu cái dinh dưỡng lên trên não của chúng ta. Nên giai đoạn đầu chúng ta cảm thấy là hoa mắt, chóng mặt hay là chúng ta mờ mắt đấy. Thì giai đoạn đầu nặng hơn thì có thể là dẫn đến một số những cái xung điện ở trong cái não của chúng ta, nó sẽ làm có những cái ảnh hưởng từ cái việc mà thiếu đường đấy, dẫn đến tình trạng là động kinh cũng như là bị co giật và ngất tử vong. Thì đấy chính là những cái tai biến của cái việc mà hạ đường huyết. Nên là chúng ta sẽ cần có một số những cái lưu ý, có những cái ba cái vấn đề cấp đối những bệnh nhân đái tháo đường ấy, đó là hạ đường huyết này, nhiễm toan cetone này, và cái việc mà tăng thẩm thấu, tăng áp lực thẩm thấu vào trong cái thành mạch của chúng ta. Thì đấy là những cái triệu chứng cũng như là những cái vấn đề về đái tháo đường. Hy vọng là sau khi xem cái video này, nó khá là dài, nhưng mà nếu như mà chúng ta quan tâm cái chủ đề này, hoặc là chúng ta có người nhà chúng ta bị đái tháo đường, hoặc là chúng ta những người, đặc biệt là những người mà tiền tiểu đường ấy, chúng ta sẽ cần phải hiểu rõ để chúng ta hiểu được cái bệnh lý của mình. Sau đó thì bác sĩ Ngọc sẽ làm một cái video để giúp cho chúng ta hiểu rõ, từ cái hiểu này đấy chúng ta sẽ đưa sang những cái phương pháp để mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ dự phòng nó.
Thế thì có thể là cái video về cái phương pháp để chúng ta sẽ dự phòng cũng như là điều trị của đái tháo đường ấy, thì bác sĩ Ngọc sẽ làm một cái video tiếp theo. Bởi vì thường là khi video dài quá mọi người thường nản và chúng ta xem không hết cái video. Nếu như mà mọi người mà đang xem đến cái đoạn này, mọi người có thể là giúp cho bác sĩ Ngọc comment là chúng ta đã xem hết video đoạn này, hoặc là mọi người xem đến cái đoạn này nha, để mình sẽ đo lường xem là mọi người có xem được hết video không. Nếu như mà chúng ta xem hết nhiều thì lần sau có thể mình sẽ làm cái video dài hơn, còn không thì mình sẽ chia nhỏ ra nhiều cái video để giúp cho chúng ta có thể là chúng ta xem được hết toàn bộ cái video nha. Ok, tức là cái video này thì chúng ta sẽ là tạm dừng tại đây thôi, để chúng ta có một cái hiểu rõ về cái bệnh lý về đái tháo đường. Và những cái video về dự phòng cũng như là điều trị thì bác sĩ Ngọc sẽ làm ở những video tiếp theo. Hy vọng là mọi người sẽ hiểu rõ được cái bệnh lý này. Nhớ follow cái kênh để chúng ta có thể là xem tiếp được những video tiếp theo. Và nếu như mọi người có những câu hỏi nào thì cũng có thể comment xuống cái video này. Bác sĩ Ngọc sẽ làm những cái video thì có thể là trả lời cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Chúc mừng các bạn đã xem hết video của Dr. Ngọc ngày hôm nay. Để tránh bỏ lỡ các video tiếp theo của Dr. Ngọc, các bạn có thể đăng ký kênh Dr. Ngọc vào hình tròn chính giữa. Các bạn cũng có thể là xem các video của Dr. Ngọc ở phía bên trái cũng như là các video ở phía bên phải. Hẹn gặp lại các bạn.